Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất một số chính sách hỗ trợ nghệ sĩ và hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trước làn sóng của đại dịch, nghệ thuật biểu diễn và du lịch là các lĩnh vực đang chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất. Chính vì vậy, các nhóm đối tượng được đề xuất hỗ trợ lần này rất trông đợi vào chủ trương của chính phủ, góp phần vượt qua thời điểm khó khăn trong thời điểm hiện tại. Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhóm đối tượng là đội ngũ nghệ sĩ tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn và đội ngũ hướng dẫn viên du lịch cho tới nay vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Hiện tổng số lượng hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ trên toàn quốc là hơn 26.720 người. Đây là nhóm đối tượng chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19 khi gần 2 năm qua, mọi hoạt động du lịch đã bị đình trệ. Theo Hội Hướng dẫn viên Du lịch Đà Nẵng, có khoảng 40% hướng dẫn viên trên địa bàn thành phố đã chuyển đổi ngành nghề, 30% đang thất nghiệp. Trước đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhóm đối tượng này đang rất mong chờ được tiếp cận chính sách hỗ trợ. Khi mà đề xuất được thông qua, thì tôi cũng mong rằng là nó được triển khai nhanh chóng, nhất là từ trung ương triển khai xuống địa phương và địa phương triển khai cho các cái quận huyện, đội ngũ nhân viên thì càng mong muốn rằng là chính sách nó được thực thi tốt và nhanh chóng. Nhóm đối tượng thứ hai được đề xuất đợt này là đội ngũ nghệ sĩ giữ chức danh nghề nghiệp đạo diễn nghệ thuật hạng 4, diễn viên hạng 4, họa sĩ hạng 4 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Đây là nhóm nghệ sĩ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Hiện nay, cả nước có 100 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn, không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang, với hơn 2.000 đối tượng đang gặp khó khăn, không thể đảm bảo cuộc sống do đại dịch COVID-19 và các hoạt động nghệ thuật biểu diễn bị tạm ngừng. Ở Đà Nẵng chúng ta thì về chuyên nghiệp thì chúng ta có khoảng 30 nghệ sĩ có mức lương là 1,86. Đấy, và chưa kể là anh em văn nghệ sĩ không chuyên nghiệp. Vì sao gọi họ không chuyên nghiệp? Tức là họ không phải là trình độ chuyên môn họ yếu, nhưng mà họ làm ngoài để họ sống. Thì trong các cái đợt dịch vừa qua thì tất cả đều đình trệ. Vừa qua tôi nghe cái thông tin là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trình cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội để trình cho chính phủ về việc hỗ trợ cho anh em văn nghệ sĩ trong cái đợt dịch này. Theo tôi thấy là đây là một cái việc làm rất tốt. Hy vọng rằng là cái đề xuất này sẽ sớm được thực hiện. Nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ mang tính nhân văn, hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần này, đã góp phần mở rộng độ bao phủ của chính sách đến với nhiều đối tượng.